Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 75 ngày 5, bài cầu nguyện chung tha thứ. Kinh Thánh Matthew đoạn 6 câu 12, câu 14, câu 15. Câu ghi nhớ Matthew đoạn 6 câu 12 phần A: Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Chúng ta xem Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 6 câu 12, câu 14, 15. Kinh Thánh Tân Ước trang số 6, Matthew đoạn 6 câu 12: Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Câu 14, 15: Vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 12 phần A. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu: Xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Ở trong phần tìm hiểu, điều gì xảy ra khi em tha lỗi hay là không tha lỗi cho người khác? Nếu em tha lỗi cho người ta thì sao các em? Kinh Thánh cho chúng ta biết nếu chúng ta tha lỗi cho người khác thì Chúa sẽ tha lỗi cho chúng ta. Nếu em không tha lỗi cho người ta thì sao? Thì Chúa sẽ không tha lỗi cho mình. Chúa tha cho mình và Chúa muốn mình cũng tha cho người khác. Cho nên là Chúa không tha mình nếu như mà mình không tha cho người khác. Mình cũng có rất là nhiều tội, mình cần được Chúa tha thứ. Và Chúa cũng muốn mình tha cho người khác khi người khác làm tội với mình. Hằng ngày chúng ta phạm tội nhiều cách khác nhau, vì thế chúng ta rất cần đến với Chúa, cầu xin Ngài tha thứ cho chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác. Nếu em tha thứ cho người khác thì Chúa tha thứ cho em. Nếu em không tha thứ cho người khác thì Cha trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các em. Nếu chúng ta tha thứ cho người khác thì Chúa tha thứ cho em. Nếu chúng ta không tha thứ cho người khác thì Cha ở trên trời cũng không tha lỗi cho em. Ở đây chúng ta có hình ảnh hai bạn thiếu nhi quỳ gối cầu nguyện với Chúa. Chúa đã tha thứ cho em thì em cũng tha thứ cho người khác. Thực hành, em kể ra những tội mà Chúa đã tha thứ cho em. Các em tự ghi nhé. Ví dụ như em nói dối nè, em giận dữ nè, em không vâng lời nè, gì đó mà Chúa đã tha cho em rồi, em ghi ra đây. Rồi, nhờ Chúa giúp em sẵn lòng tha thứ cho. Bây giờ em đang giận ai? Giận ba mẹ, anh chị của mình, bạn của mình hay là người nào đó, thì mình ghi ra cái tên của người đó và xin Chúa giúp cho mình để mình tha thứ cho những người này luôn, mình không có còn giận nữa. Mình tha thứ cho những người này thì Chúa sẽ tha thứ cho mình. Gửi cầu nguyện: Cảm ơn Chúa tha thứ hết mọi tội của em, xin Chúa giúp em sẵn lòng tha thứ cho người khác. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tha thứ
mọi tội lỗi của con. Xin Chúa giúp con sẵn lòng tha thứ cho người khác . Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của con. Xin Chúa giúp con sẵn lòng tha thứ cho người khác. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta luôn tha thứ cho người khác và được Chúa tha thứ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.